Hồi thứ 54, đến cửa Phật, Thái Từ xem mặt rễ. Vào đồng phòng, Hoàng Thúc nối dây duyên. Nhắc lại, Khổng Minh nghe báo có Lộ Túc đến, bèn cùng huyền đức ra ngoài thành nghênh tiếp, mời vào sảnh đường. Thi lễ xong, Túc nói, Chúa công tôi nghe tin lệnh điện từ Trần, gọi có chút bạc lễ, sai tôi sang kính tế chu đô đốc cũng hai ba lần căn dặn tôi tỏ lời thăm hoàng thúc và gia các tiên sinh huyền đức khổng minh cùng đứng dậy kính tạ rồi thu nhận lễ vật bày tiệc rượu khuyên mời rượu được mấy tuần túc nói trước đây hoàng thúc có nói bao giờ lưu công tử qua đời thì trả kinh châu nay công tử không còn nữa ác hoàng thúc y lời hứa vậy vậy chẳng hay đến ngày tháng nào thì giao hoàng cho đồng ngô đây huyền đức nói mời tử kính dùng rượu đi rồi bị sẽ thưa chuyện túc gượng uống vài chén nữa rồi lát sau nhắc lại câu hỏi huyền đức chưa kịp trả lời khổng minh đã biến sắc mặt trách rằng tử kính là người biết điều sao lại không tự nghĩ lấy lại để người phải nói ra mới hiểu chăng từ xưa đức cao hoàng chém rắn khởi nghĩa gây thành đế nghiệp truyền cho con cháu đến gần đây không may gặp bọn giang hùng nổi dậy mỗi kẻ cắt cứ một phương nhưng rồi chẳng bao lâu đạo trời quy về chính thống chủ nhân tôi là con cháu trung sơn tĩnh vương dòng dõi hiếu cảnh hoàng đế và hiện là chú của hoàng thượng ngày nay Há lại không có quyền chia lấy một phần cương thổ sau. Hơn nữa, Lưu Cảnh Thăng là anh chú công tôi, nay em nối nghiệp anh sao lại không thuận lẽ? Chứ như chủ nhà ông chỉ là một kẻ tiểu lại huyện tiền đường, chẳng có công đức gì với triều đình, mà nay cày thế lực đã chiếm cứ 6 quận 81 châu, vẫn chưa hả lòng tham còn muốn nuốt cả đất đai của người tôn thân nhà Hán. Phải biết rằng thiên hạ là của họ lưu, chủ tôi họ lưu, lẽ đâu chẳng được phần nào. Chủ ông họ tôn lại đòi tranh vô lý như thế. vả lại, trận đánh xích bích, chú công tôi cũng tốn nhiều công lao, các tướng hết lòng đánh giặc, đâu phải chỉ riêng sức đông ngô nhà ông mà thắng nổi chứ. Thử hỏi, nếu tôi không mượn gió đông nam cho, phỏng chu lan đã làm nổi trò trống gì? Giang Nam mà bị hạ, thì không những hai nàng kiều đã bị nhốt vào thâm cung đồng tước mà đến vợ con nhà các ông cũng về tay người mất rồi từ nãy giờ chúa công tôi không trả lời ấy là nghĩ tử kính vốn bậc cao minh chẳng đợi phải phanh phui mới hiểu sao tử kính không biết tự xem xét như thế khổng minh nói luôn một thôi khiến lộ túc ngồi ngậm miệng chẳng biết chống chế ra sao hồi lâu mới thủ thủy rằng những lời khổng minh vừa nói tuy cũng có vẻ hữu lý nhưng e có điều không yên cho cái thân túc này khổng minh hỏi cái gì bất yên cho tự kính túc nói số là sau khi hoàng thúc chạy nạn ở đương dương chính túc này sang thăm và đưa khổng minh qua sông về ra mắt ngô hầu để hai nhà liên kết về sau chu công cẩn muốn khởi binh đánh kinh châu cũng chính túc khuyên can mới thôi Đến như lời hứa trả Kinh Châu sau khi Lưu Công tự mất, cũng lại do Túc này nhận lời về bẩm. Nay, nếu Hoàng Thúc không nghĩ đến lời hứa, thì Túc về phúc bẩm ra sao đây? Tất nhiên, Chúa Công và Chu Đô Đốc bắt tôi tội. Lúc này, chết cũng chẳng ân hận, nhưng sợ Đông Ngô nổi giận, giấy động cuộc can qua, thì Hoàng Thúc cũng không ngồi yên ở Kinh Châu này được. Bất quá lại trò cười cho thiên hạ mà thôi. Khổng Minh giọng giặc nói, Kìa, Tào Tháo có cả trăm vạn quân, động một tí là mượn danh nghĩa thiên tử, chúng ta chẳng coi vào đâu, nữa là bé con Chu Lan. Tuy nhiên, nếu tự kính sợ mất thể diện, thì tôi cũng xin Chúa Công viết một văn tự, tạm mượn Kinh Châu làm văn bản, đợi chúng tôi lấy được đất khác, bây giờ sẽ trả đất này cho Đông Ngô. Như thấy được chưa? Túc hỏi, khổng minh đợi chiếm được xứ nào rồi mới trả kinh châu trung nguyên thì chưa thể lấy ngay được nhưng gần đây có lưu chương ở tây xuyên hàng yếu chúa công tôi sắp sửa chiếm đất ấy lấy xong tây xuyên thì trả kinh châu cho đông ngô lộ túc chẳng biết tính sao đành phải nghe vậy huyền đức bèn tự tay viết văn thư rồi ký tên người bảo lãnh là gia cát lượng cũng ký tên vào Ký xong, Khổng Minh bảo Túc. Tôi là người của Hoàng Thúc. Không lẽ người nhà lại bảo lãnh cho người nhà? Vậy phiền tư kính cũng ký một chữ vào đây. Thì khi về, nạp ngô hầu mới hợp lẽ. Tôi vẫn biết Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, ác không phụ nhau. Nói rồi ký thêm tên mình vào, nhận lấy văn tự. Tiệt tang túc cáo từ. Huyền Đức, Khổng Minh, tiễn ra tận bến thuyền. Khổng Minh dặn thêm. Tự kính về ra mắt ngô hầu, hãy giải bài thiện ý cho khéo nhé, chớ có xin lòng nọ kia. Nếu không chuẩn nhận văn thư này, chúng tôi sẽ trở mặt chiếm luôn cả 81 châu vàng đồng đấy. Lúc này phải giữ hòa khí giữa hai nhà, chớ để giặc tàu nó cười cho. Túc từ biệt, xuống thuyền trở về. Trước hết, ghé quận Sài tan gặp Chu Du. Du hỏi: Thế nào, tự kính đòi được kinh châu chưa? Có bức văn tự đây ạ." À? Nói rồi đưa ra. Du xem qua, dậm chân lắc đầu kêu: "Thôi, tự kính mắc mẹo da các lượng rồi, tiếng là mượn đất mà kỳ thực là nó quanh lộn xong, nói lấy được Tây xuyên sẽ trả, thì biết bao giờ chúng nó mới lấy tay xuyên?" Nếu đến 10 năm nữa chưa lấy được, thì cũng 10 năm chưa trả sau. Một tờ văn tự như thế này có giá trị gì? Thế mà tử kính cũng thò tay ký vào bảo lãnh. Nếu chúng không trả kinh châu, ác vạ lây đến ông. Chúa còn bắt tội thì sao? Túc nghe nói, rồi ngay người ra. Giờ lâu mới nói. Tôi chắc huyền đức không nở phụ tôi. Dù lắc đầu, tự kính thật thà quá, Lưu Bị là hạng kiêu hùng thiên hạ, Gia Cát Lượng là đứa gian hoạt đời nay, tâm địa chúng đâu có được như bụng dạ ông ấy. Thế thì làm sao bây giờ? Du cầm tay nói, Tự kính là ân nhân ta. Hồi tưởng tình xưa, lúc tự kính trỏ tay vào kho mà tặng cả một vừa thóc, nay lẽ nào ta không cứu? Vậy hãy cứ yên lòng ở đây ít ngày, đợi quân thám thính giang bắt trở về, xem có tin gì rồi sẽ liệu kế. Lộ túc ở lại sài tan, nhưng lòng lo lắng ngày đêm không yên. Qua dăm ngày sau, bỗng quân tê tác về báo. Khắp thành Kinh Châu kéo cờ phan trắng, bên ngoài thành thấy xây một ngôi mộ mới, quân sĩ đều mặc đồ tan. Du ngạc nhiên hỏi, ai mới chết thế? Bẩm Cam Phu Nhân, vợ cả Lưu Huyền Đức đã mất, công việc ta ma vừa xong du mừng rỡ bảo túc thế thì ta có mẹo rồi phen này lưu bị ắt phải bó tay chịu trói kinh châu chỉ trở bàn tay là lấy xong kế ấy thế nào lưu bị chết vợ ắt phải tục huyền chúa công ta lại có một cô em gái phong tư diễm kiều mà ý chí rất là cương dũng lúc nào cũng có mấy trăm thị tỳ đeo gươm hầu bên mình trong phòng riêng thì bày la liệt những binh khí, thật con trai cũng không bằng. Nay ta dân thư về, khuyên chúa công sai người qua Kinh Châu, làm mối mai dụ lưu bị sang ở rễ, lừa hắn tới Nam Từ mà giam vào ngục. Hắn đã chẳng được vợ con gì, ta lại sai người sang đòi Kinh Châu, đổi mạng hắn, đời chúng trả đất dân thành xong, bây giờ ta sẽ có kế khác. Thế là tự kính được rảnh nợ yên thân. Túc tạ ơn du bèn viết lá thư rồi chọn thuyền nhẹ đưa túc về nam tư gấp rút túc về đến nơi vào ra mắt tôn quyền trước hết bẩm lại việc huyền đức xin mượn kinh châu và trình văn tự lên quyền xem qua gắt rằng sao ngươi làm việc hồ đồ thế một văn tự như thế này thì cầm về làm gì túc bẩm chu đô đốc có thư về trình đây đô đốc dặn nếu y kế này thì có thể lấy được kinh châu bẩm rồi đưa lá thư của du lên quyền đón lấy xem xong gật đầu mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ biết say ai đi bây giờ rồi chợt nghĩ ra vui vẻ nói việc này phi lã phạm không xong bèn triệu lã phạm vào bảo ta vừa nghe lưu huyền đức quá vợ ta có cô em gái nay muốn gã châu y và chiêu sang ở rễ để kết tình thân mãi mãi đồng tâm hiệp lực phò hán phá tàu ta nghĩ ngoài tử hành không ai làm mối được vậy khanh hãy sang ngay kinh châu ngỏ lời cho ta lã phạm vâng lệnh ngày hôm ấy xuống thuyền đem vài người tùy tùng vượt sông qua kinh châu nói về huyền đức từ hôm cam phu nhân mất ngày đêm phiền não trong lòng hôm ấy đang ngồi trò chuyện với khổng minh thì nghe báo đồng ngô sai lã phạm sang. Khổng Minh mỉm cười đoán ngay. Chắc lại là mưu kế chu du, vì Kinh Châu mà ra đấy thôi. Vậy tôi xin vào sau bình phòng nghe ngóng. Nếu có chuyện gì, chú công cứ trả lời đẩy đưa cho qua, rồi lưu hán lại quán dịch nghỉ ngơi, sau đó sẽ bằng tính. Huyền Đức cho mời lã phạm vào. Thi lễ trà nước xong, Huyền Đức hỏi. Tử hành sông pha sông nước sang đây, ắt có điều gì dạy bảo phạm thưa phạm này nghe tin hoàng thúc phòng loan vừa lẻ bóng lại thấy có một nơi rất xứng đáng nên chẳng tì hiềm mà tới đây làm mối cho cuộc luân duyên chẳng hay tôn ý thế nào huyền đức than rằng nửa đời quá vợ số thật không may gối chăn kia còn chưa lạnh nở vội đi tìm duyên mới phạm lắc đầu nói người ta sống không có vợ khác gì nhà có cột mà không có rừng. Dù cầu ô gãy nhịp, lẽ nào nửa đường đã bỏ phế, không xây dựng lại một đạo trong ngũ luân. Và chú công ngô hầu tôi có một cô em gái sắc đẹp, mà nết hiền, nếu nâng khăn sửa túi cho sứ quân thì xứng đáng lắm. Hai nhà tôn lưu kết mối dây tần tấn, thì giặc tàu chẳng còn dám dòm ngõ phương Nam. Việc này thật là quốc gia tiện cả hai bề mong hoàng thúc đừng nghi ngại gì nữa. Có điều là quốc thái phu nhân quá mến thương cô con út, không muốn gả chồng xa, ác phải cầu hoàng thúc sang đông ngô ở rễ vậy. Huyền Đức hỏi, việc này ngô hầu đã biết chưa? Nếu việc chưa bẩm lên ngô hầu, phạm này đâu dám tự tiện tới đây ngỏ lời. Huyền Đức vẫn dè dặt nói, nhưng ta nay tuổi gần năm chục, tóc đã hoa râm, mà cô em mới độ cặp kê sợ không xứng đôi vừa lứa. Phạm vồn vã nói, quận chúa tôi là phận gái mà chí khí còn hơn cả nam nhi. Thường nói rằng, nếu không phải trang anh hùng trong thiên hạ, ta quyết không thờ làm chồng. Nay hoàng thúc quả đã bốn bề lừng danh, chính là thục nữ, sánh quân tử anh hùng, sao lại câu nệ tuổi tác hơn kém. Nếu vậy mời tiên sinh hay ở chơi, ngày mai xin thưa chuyện. Bèn bàn tiệc yến đãi lã phạm, rồi lưu lại quán xá nghỉ ngơi. Đến chiều, Huyền Đức mời Khổng Minh vào bàn tính. Khổng Minh hớn hở nói. Sáng nay đứng sau bình phong nghe qua, ý tứ thế nào lượng đã biết cả. Vừa nãy bói dịch, nay lại được quẻ đại cát đại lợi. Chú Công cứ nhận lời đi thôi. Giờ phải sai tôn càng đi cùng lã phạm qua ý kiến ngu hầu để làm mối nhà trai. Trước mặt nhận lời xong và chọn ngày lành sang làm lễ cưới. Huyền Đức ấy nấy. Đây chắc là Chu Du bày kế hại ta lẽ nào khinh thân vào nơi nguy hiểm. Khổng Minh cười nói. Du nó dẫu rắp tâm dụng kế nhưng tránh sao khỏi sự liệu toán của lượng này. Lượng chỉ xin dùng một kế nhỏ khiến cho Chu Du chẳng dở nổi trò gì. Mà em gái ngu hầu lại về tay chúa công kinh châu thì càng vững chắc muôn phần chẳng phải lo gì nữa huyền đức còn hoài nghi chưa quyết nhưng khổng minh cứ sai tôn càng sang giang đông nói chuyện hợp thân ngay càng nghe kỹ lời dặn rồi đi cùng với lã phạm qua sông tới nam từ càng vào ra mắt tôn quyền quyền nói lòng ta thật muốn gã tiểu muội và chiêu huyền đức sang đây ở rễ không có bụng khác kia gì đâu. Tôn Càng bái tạ, rồi trở về Kinh Châu, ra mắt huyền Đức bẩm rõ. Ngô Hầu chỉ có đợi chúa Công Sang làm lễ cưới. Huyền Đức vẫn hoài nghi, không dám đi. Khổng Minh ân cần trấn tĩnh, rồi nói. Tôi đã vạch sẵn ba mưu kế đây rồi, ngoài Tử Long có lẽ không ai đi được. Bèn gọi Triệu Vân tới gần, ghé tai dặn dò ông bảo vệ chúa công sang đất ngô, Hãy giữ ba túi gấm này, trong đây có ba diệu kế. Cứ theo thứ tự mở ra xem, mà làm cho đúng như thế, thì chúa công phạn sự bình an. Dặn rồi, trao ba túi gấm cho Vân. Vân nhận lấy, cất kỹ vào mình. Khổng Minh sai người sang đông ngô, trước nạp xính lễ đầy đủ. Bây giờ là năm kiến an thứ 14, mùa đông, tháng 10. Huyền Đức cùng Triệu Vân, Tôn Càng lựa 10 chiếc thuyền nhanh nhẹ đem theo hơn 500 người rời bến Kinh Châu nhắm hướng Nam Từ ra đi. Bao nhiêu việc Kinh Châu đều giao tay khổng minh trong coi quyết định. Khai thuyền tiến phát, lòng Huyền Đức vẫn ấy nấy không yên. Khi đến Nam Từ, thuyền cập bến. Triệu Vân nói Quân sư dặn có ba diệu kế, cứ lần lượt thi hành. Giờ đã tới đây, hãy mở túi gấm thứ nhất. Vân mở ra xem lời dặn, liền gọi 500 quân sĩ tùy hành tới phân phó một loạt. Hãy đi làm như thế, như thế. Quân sĩ vân lệnh ra đi. Vân khuyên huyền đức tìm đến ra mắt kiều quốc lão trước. Nguyên kiều quốc lão là thân phụ của đại kiều, tiểu kiều, nhà ở Nam Từ. Hôm ấy, huyền đức sai dắt dê khiên rượu tới nhà, bái kiến, nói rõ việc lã phạm làm mối quần chúa cho mình. 500 quân sĩ thì ăn mặc áo đào quần đỏ, gồng gồng gánh gánh vào phố chợ Nam Từ, mua sắm các thức và phao ầm lên. Lưu Hoàng Thúc sang ở rễ Đông Ngô. Thế là miệng truyền miệng, đồn lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc. Nhân dân khắp thành Nam Từ đều biết đến tin đám cưới vương giả ấy. Tôn quyền nghe Lưu Huyền Đức đã đến, sai lã phạm ra đón rước tạm thời vào quán dịch nghỉ ngơi. Về phần kiều quốc lão, sau khi tiếp huyền đức, vội sắm sữa rồi vào mừng ngô quốc thái phu nhân. Nhưng quốc thái ngơ ngác nói, Ủa, có việc gì mà mừng? Kiều quốc lão ngạc nhiên, Lạ nhỉ, lần ấy đã được gả cho lưu huyền đức làm phu nhân, huyền đức đã sang đây, sao còn giấu nhau như thế? Quốc thái giật nảy mình, Quả già này chẳng biết gì về việc đó cả. Lập tức, bà sai người đi triệu tôn quyền. Chúng bay mau mời ngô hầu vào đây xem hư thực ra sao. Một mặt, bà sai nhiều người chạy đi khắp kinh thành, thám thính. Lát sau, ai nấy đều về báo rằng, việc này quả có thật, chú rể đã tới, hiện đang nghỉ trong nhà quán dịch. Năm trong quân ăn mặc áo, đều đang tấp nập vào phố ra chợ mua lợn dê sắm quả phẩm sửa soạn lễ thành thân người mỗi nhà gái lã phạm người mỗi nhà trai là tôn càng đều có mặt ở quán dịch đang tiếp đãi nhau ngô quốc thái càng kinh ngạc hơn nữa lát sau tôn quyền vào hậu đường ra mắt mẹ quốc thái bèn ôm bụng khóc vang lên quyền hỏi có chuyện gì mà mẫu thân phiền não thế? Bà vừa khóc vừa mắng. Mày ăn ở thế này, thật coi ta như đồ bỏ đi. Lúc chị ta lâm chung dặn dò mày những gì, mày còn nhớ không? Quyền sợ hãi thưa. Sự, sự thế nào? Xin mẹ dạy con nghe, việc gì phải khổ thân thế? Quốc Thái nức nở nói. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng là lẽ thường xưa nay. Nhưng tôi là mẹ anh, thì việc ấy anh phải nói cho tôi biết chứ. Anh đã liệu lưu bị săn ở rễ mà dám giấu tôi ư? Con là con tôi cắt ruột đẻ ra, sao anh tự chuyên như thế? Hay anh cho tôi là đàn bà thì không có quyền gì? Quyền kinh ngạc, sợ hãi hỏi. Vì đâu mà biết được việc này? Quốc Thái lại mắng Họa là mày bịt mắt được cả thiên hạ thì ta mới không biết hiện hết thảy nhân dân trăm họ nam từ này không ai là không hay thế mà mày còn trực giấu ta nữa đấy à. Kiều Quốc Lão nói Chính Lão Phu cũng được biết mấy hôm rồi nên nay tìm vào mừng đây. Quyền nói Sự thật không phải thế đâu đây chỉ là mẹo chu du vì đòi Kinh Châu không được nên đem việc này ra lừa lưu bị sang giam cầm rồi sẽ bắt bên kia đem kinh châu đổi mạng nếu họ không nghe thì chém đầu lưu bị đây là mưu lừa không phải thực ý kết thân đâu quốc thái nghe rõ lại nổi giận đùng đùng trừng mắt trỏ tay về phía sài tang chửi mắng chu du thậm tệ thằng khốn kia mày đã làm đại đô đốc sáu quận tám mươi mốt châu mà không nghĩ được kế gì chiếm kinh châu lại đem con gái ta ra làm bung xung làm cái kế mỹ nhân giết lưu bị để con ta chưa lấy chồng đã mang tiếng quá bộ à sau này còn ai thèm hỏi đến nó nữa có phải mày làm hại cả một đời con gái ta không à chúng mày rất tâm giỏi thật kiều quốc lão nói dùng kế này thì lấy được kinh châu nhưng sẽ bị thiên hạ mỉa mai sĩ tiếu làm việc sau cho tiện một bà cụ chửi mắng một ông cụ có ý chê trách. Tôn quyền chẳng còn biết mở miệng ra sao. Quốc Thái thì vẫn thét mắng chu du không ngớt lời. Kiều Công bèn khuyên rằng Việc đã lỡ thế này. Thôi thì Lưu Dự Châu là người tôn thất hán triều. Chi bằng thực sự chiêu lấy làm rễ. Ác việc khỏi tiết lộ ra ngoài tránh được tài tiếng. Quyền băng khoăn Nhưng tuổi hai bên trên lệch quá sợ không hợp kiều quốc lão nói lưu hoàng thúc chính là trang hào hùng đời nay nếu kén làm rễ cũng chẳng nhục gì lệnh muội quốc thái nghe qua liền nói ta chưa biết mặt lưu hoàng thúc ra sao vậy ngày mai hãy hẹn y tới chùa cam lộ cho ta xem mặt nếu không vừa ý ta thì mặc chúng bay muốn làm gì thì làm nếu vừa ý ta sẽ tự tay đem con gái gả cho Tôn quyền vốn người chí hiếu, thấy mẹ truyền như thế, liền vân dạ lui ra, rồi gọi lã phạm tới gặp. Ngày mai phải tới chùa Cam Lộ sửa soạn trang hoàng, bày tiệc yến tại nhà phương trượng để quốc thái ra xem mặt lưu bị. Lã Phạm nói, chú công nên sai giả hoa đem 300 quân đao phủ phục hai bên hành lang, nếu quốc thái không ưng thì ra hiệu lệnh bắt trói ngay lưu bị. quyền nghe lời, gọi giả hoa đến dặn dò cho bố trí sẵn chỉ chờ xem quốc thái định đoạt thế nào về phần kiều quốc lão sau khi từ biệt ngô quốc thái về nhà liền sai người tới dịch quán báo cho huyền đức hay rằng ngày mai ngô hầu với quốc thái sẽ thân đến chùa xem mặt đấy liệu mà sắm sửa đi và nên lưu ý cẩn thận huyền đức bàn tính với triệu vân tôn càng triệu vân nói Cuộc hội kiến ngày mai giữ nhiều lành ích, tôi xin đem 500 quân bảo vệ chúa công. Hôm sau, Ngô Quốc Thái và Kiều Quốc Lão đến chùa Cam Lộ trước, tôn quyền dẫn toàn ban mưu sĩ theo sau, cùng vào nhà phương trượng ngồi chờ, rồi sai lã phạm tới quán dịch mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc lót một lần áo giáp mỏng bên trong, ngoài khoác bào gấm, mọi người đi theo cùng đeo gươm lên ngựa, thẳng tới trước chùa. Triệu Vân nai nịch vững chắc oai vệ, kéo 500 quân đi theo. Huyền Đức đến cửa chùa, xuống ngựa vào gặp tôn quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức nghi biểu đường bệ cố cách phi thường, thì lòng lo ngại lắm. Hai người thi lễ cung kính, rồi cùng vào phương trượng ra mắt quốc thái phu nhân. Quốc thái vừa trông thấy Huyền Đức, đã hớn hở vui cười, bảo kia quốc lão thật đáng là con rể tôi. Quốc lão vui vẻ khen thêm. Huyền Đức có phong tư rộng phượng, có nghi biểu mặt trời, lại thêm nhân đức đồn vang thiên hạ. Quốc Thái được người giai tế thế này, thật đáng mừng lắm lắm. Huyền Đức bái tạ, cùng ngồi vào tiệc, không khí nhà phương trượng thật náo nhiệt tương bừng. Lát sau, bỗng Triệu Vân đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức. Quốc Thái hỏi, ai đây huyền đức thưa thường sơn triệu tử long đấy ạ à. quốc thái hỏi có phải là người đã bảo hộ a đẩu ở trận đương dương trường bản đó không thưa chính phải ạ à. bà vồn vã khen thật là vị tướng xứng đáng bèn ban rượu cho vân uống vân tạ ơn rồi bẩm với huyền đức vừa rồi tôi đi tuần qua hành lang thấy trong vách có mai phục đào phủ, ác là chuyện không tốt, chú công nên kêu với quốc thái đi. Huyền Đức liền quỳ xuống trước mặt quốc thái, ứ nước mắt thưa rằng, nếu muốn giết Lưu Bị, xin cứ giết ngay ở đây. Quốc thái kinh ngạc, Ủa, sao lại nói gỡ thế? Huyền Đức nói, hiện ngoài hành lang đã phục quân đao phủ, nếu không để giết tôi thì để làm gì? Quốc Thái đùng đùng nổi giận, quay ra mắng tuần quyền. Từ hôm nay, huyền Đức đã là rể ta. Rể ta tức là con ta. Mày phục quân đao phủ ngoài hành lang, chực giết ai bây giờ? Quyền chối không biết. Vợ gọi Lã Phạm vào hỏi. Phạm lại đổ cho giả hoa. Quốc Thái đòi giả hoa vào quở mắng. Hoa cúi đầu im lặng, không dám trả lời. Bà càng giận, thét lôi hoa ra chém. Nhưng huyền Đức vội xin rằng nếu chém đại tướng thì không lợi cho việc kết thân bị khó mà ở lâu đất này để nương nhờ dưới gối kiều quốc lão cũng khuyên can quốc thái mới quát đuổi giả hoa ra ngoài quân đao phủ đều ôm đầu lủi thủi trốn đi hết huyền đức vào thay áo rồi ra trước chùa thấy dưới sân có một tảng đá bèn rút thanh gươm của người hậu cận ngửa mặt lên trời khấn rằng nếu lưu bị này trở về được kinh châu dựng nên nghiệp vương bá thì chém một nhát đá này vỡ làm đôi nếu số phải chết ở đất này thì gươm mẻ đá không vỡ khẩn dứt giơ cao thanh gươm chém xuống một nhát ánh lửa tóe ra và hòn đá vỡ làm hai mảnh tôn quyền đứng phía sau thấy thế hỏi ông huyền đức giận gì hòn đá thế huyền đức quay lại nói Tôi đã ngót 50 tuổi mà chưa tiểu trừ được đảng giặc cho quốc gia, lòng vẫn thường ân hận. Nay được ơn quốc thái chiều làm con rể, chính là duyên tế ngộ bình sinh. Vừa rồi tôi khấn trời, hỏi một quẻ, nếu mai đây phá được tàu, hưng được hán thì chém vỡ hòn đá này. Quả nhiên thấy như thế. Tôn quyền thầm nghĩ, chắc Lưu Bị nói dối ta, chứ không thấn thế, rồi cũng rút gươm ra, bảo Huyền Đức. Tôi cũng xin trời một quẻ, nếu phá được giặc tàu thì chém vỡ hòn đá này. Nói vậy, nhưng lại khấn rằng, nếu tôn quyền này lấy được Kinh Châu, hưng vượng được Đông Ngô, thì chém hòn đá này phải vỡ. Khấn xong, giờ kiếm chém xuống một nhát, đứt ngang hòn đá. Thế là hòn đá bị chém làm bốn mảnh, và hai nhát gươm chéo nhau, thành hình chữ thập ngày nay hãy còn di tích trước chùa người sau với văn cảnh xem thấy có đề thơ rằng gươm linh chém đá tựa pha tre tiếng thép ghê tai ánh lửa lòe ngô thục rồi đây hưng vượng cả hình ba chân vạc tự trời chia nguyên văn bảo kiếm lạc thời sơn thạch đoạn kim hoàng hưởng xứ hỏa quan sinh lưỡng triều phượng khí giai thiên số tổng thử càng khôn định túc thành hai người cùng quan gươm dắt tay nhau trở vào tiệc uống thêm mấy tuần nữa rồi tôn càng đưa mắt ra hiệu huyền đức hiểu ý đứng dậy cáo từ bị đã say xin tạm lui tôn quyền đứng dậy tiễn ra trước chùa hai người cùng dừng lại ngắm cảnh sông núi thấy cảnh đẹp mà hùng vĩ huyền đức gật đầu khen rằng đây đáng là thiên hạ đệ nhất giang sơn vì thế đến ngày nay trên tấm bia lớn của chùa cam lộ vẫn còn sáu chữ thiên hạ đệ nhất giang sơn người sau có thơ rằng núi sông chẳng gợn vết trần ai nâng chén hòa vui trước phật đài này chốn anh hùng chơi thuở trước đã còn trời đó sống xô hoài nguyên văn giang sơn phủ tể ủng thanh loa cảnh giới vô ưu lạc tối đa tích nhật anh hùng ngưng một xứ nham nhai y cựu để phong ba hai người còn đang say sưa trước cảnh đẹp thanh tú hùng vĩ bỗng cơn gió lớn lộng lên mặt sông nổi sóng đùng đùng nước tuôn cuộn cuộn bọt tung trắng xóa rồi một chiếc thuyền con như chiếc lá từ đâu bay tới lướt phăng phăng trên sóng nước vững vàng như xe chạy trên đất bằng huyền đức trỏ tay khen rằng người bắc tài ngựa người nam tài thuyền quả đúng như thế tôn quyền nghe thế nghĩ thầm lưu bị nói vậy là cười ta không giỏi cưỡi ngựa đây bèn sai tả hữu dắt ngựa đến. Quyền phi thân leo lên yên, lao vùn vụt xuống chân núi, lại ra voi phóng trở lên vùn vụt như bay. Gò cương rồi, dơ roi mà cười với nhau ha hả. Nhân thế, chỗ chân núi ấy được gọi là Trú Mã Pha, tên ấy còn truyền đến ngày nay. Người sau có thơ rằng, phi ngựa phô tài, khí khái thay, gò cương cũng ngắm núi sông này. Đồng Ngô Tây Thục thành Vương Bá, trú mã gò xưa, dấu chữa phai. Nguyên văn Trì trảo Long Câu, khí khái đa, nhị nhân tịnh bí vọng sơn hà. Đồng Ngô Tây Thục thành Vương Bá, thiên cổ do tồn, trú mã pha. Hôm ấy, hai người từ giả cảnh chùa, rồng cương sống đôi ngựa ra về. khắp nhân dân nam từ đều ca tụng. Huyền Đức về quán dịch nghỉ ngơi rồi bàn tính với Tôn Càng. Càng nói Chú Công nên đến cầu khẩn kiều quốc lão để người giúp cho chống thành hôn dứt khoát đi khỏi sợ xảy chuyện. Hôm sau, Huyền Đức lại tới nhà kiều quốc lão. Đến cửa xuống ngựa, kiều công đón vào. Thi lễ trà nước xong, Huyền Đức trình bày. Thưa quốc lão, gian tả này có nhiều người muốn hại tôi, sợ không thể ở đây lâu được. Quốc lão nói, Huyền Đức đừng lo, để lão phu báo cáo với quốc thái, người sẽ che chở cho. Huyền Đức bái tạ ra về, kiều công vào thăm quốc thái rồi nói, Huyền Đức sợ bị hại, đang nóng lòng muốn về nước ngay. Quốc thái cầm tức nói, con rể của tôi đấy, để xem đứa nào dám hại nào lập tức truyền cho dọn vào ngay thư viện ở tạm để chọn ngày làm lễ cưới. Huyền Đức vào bẩm quốc Thái. Sợ còn Triệu Vân ở bên ngoài không tiện mà cho vào đây thì không có ai trông coi quân sĩ. Quốc Thái nói, thế thì cho Tử Long đem cả 500 quân vào phủ này mà ở, đừng ở quán dịch nữa, khỏi sinh chuyện gì. Huyền Đức mừng rỡ vô cùng, ở thư viện được mấy hôm thì quốc thái kén được ngày lành giờ tốt bèn say bàn tiệc ăn mừng rất lớn cho tôn phu nhân với huyền đức làm lễ thành hôn hôm ấy bá quan tân khách ăn uống linh đình suốt ngày đến tối tiệc tan mọi người ra về rồi hai hàng đuốc hoa đốt lên đỏ rực cả trăm thị nữ đưa huyền đức vào chốn động phòng vào đến cửa trong bỗng chú rể đứng sững lại lạnh gáy rùng mình nhìn vào phòng loan dưới ánh đuốc hoa thấy đau thương dao búa cắm la liệt sáng loáng các cô thị tỳ thì đeo gươm tua tủa như rầm rắp sát khí đầy phòng huyền đức trông thấy hồn vía bạc đi đầu mất cả đó chính là thấy đoàn thị nữ đeo gươm đứng lại sợ đông ngô có phục binh chưa biết vì sao cô dâu lại ra ngoài như thế chú rể làm cách nào để vào phòng loan Xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Án văn chương đã kỳ diệu, nên những chuyện khánh điếu, chinh phạt, tàn tế, hồn nhân được tả ra đều kỳ diệu. Nhưng những chuyện gặp cát là cát, gặp hung là hung, chưa đủ làm kỳ diệu. Không gì kỳ diệu bằng giữa chỗ gươm đao tranh chọi, bỗng tả xen cảnh hoa chúc đồng phòng lại không gì kỳ diệu bằng giữa chỗ động phòng hoa chúc bỗng xuất hiện cảnh gươm đau giáo mát ấy hung là gặp hung thấy cát là gặp cát rồi gặp tốt lại là xấu gặp xấu lại hóa ra tốt đọc hồi này người ta gặp nhiều cái bất ngờ thú vị thay coi việc tôn quyền sai lỗ túc đi điếu tang mà than rằng nhân tình thế thái đời nay cũng đại để như vậy cả lần trước quyền phúng viếng lưu biểu không phải vì biểu mà phúng đâu chính là vì lưu bị mà phúng vậy lần này quyền phúng lưu kỳ lại không phải vì lưu kỳ mà phúng đâu chỉ vì kinh châu mà điếu tang vậy ôi cái lẽ điếu tang vốn là thương người chết mà điếu lại té ra lại là vì người sống mà điếu điếu tang vốn là vị tha mà té ra lại là vì kỷ nếu điếu tang mà không ích gì cho mình thì dù đời đáng viếng người ta cũng không viếng viếng tang mà có lợi cho mình thì dù chỗ không đáng viếng thì người đời cũng viếng cái thói đời như thế há riêng gì đông ngô mới có mà riêng gì một việc viếng tang đời nay những ai thù tạc đáp tạ đi lại với nhau đều nên coi đông ngô điếu tang cho con lưu biểu mà ngẫm nghĩ khi lưu kỳ còn sống khổng minh dùng kỳ để khước từ lỗ túc đến khi kỳ chết khổng minh lại đem việc lấy tay xuyên ra khất lộ túc nhưng khổng minh ăn nói hai lần khác nhau lần trước khước từ mà chỉ dùng lời mềm mỏng lần sau phải khất mà lại bắt bẻ cho túc phải thua lần trước đem chính luận ra nói rõ là có ý không trả đất lần sau phải quyền nghi cô thác để tạm mượn nhưng cũng chính là ý không trả vậy khổng minh đã mượn tên của địch, lại mượn gió của trời, mượn tên rồi trả tên, mượn gió rồi trả gió. Có nghĩa là vật gì là sở hữu của ai mà lấy dùng thì mới gọi là mượn. Đến như Kinh Châu, vốn không sở hữu của họ tôn, sao cũng gọi là mượn Kinh Châu. Phạm vay nợ ai thì phải viết văn tự trước rồi mới nhận của. Tợ văn khế là để làm tin, thế mà họ lưu đã lấy Kinh Châu trước rồi văn tự làm gì nữa. Đời nay, Người muốn chiếm tài sản của người khác thì viết văn tự, nhưng đã sẵn có mưu chống chế thì bị người ta đòi. Lộ túc khổng minh không ngờ cũng đến cái nước phải làm thế. Hai nhà lưu tôn lừa dối lẫn nhau. Một bên thì giả viết văn tự, một bên thì giả lập hôn thư. Văn tự tưởng thật mà hóa giả, hôn thư tưởng giả mà hóa thật. Thật là dùng mánh lời đối chọi nhau. Khổng Minh đọc bài phú Đồng Tước Đài là đem chị dâu Tôn Quyền và vợ Chu Du ra khích đồng ngô. Đến hồi này, Khổng Minh đặt kế trong túi gấm lại là đem bà mẹ Tôn Quyền với ông bố vợ Chu Du ra giúp việc cho huyền Đức. Thế là mưu kế của con bị mẹ phá mất. Mưu kế của rể bị bố vợ phá hỏng. Dùng người nhà, người ta để sai khiến người ta. Kế sách Khổng Minh mới giỏi làm sao. Viên thuật sai hàng giận đi làm mối để kết thông gia với lã bố thì giận là ông mai thật mà việc không thành. Tôn quyền sai lã phạm đi làm mối cho em gái lấy lưu bị thì phạm là ông mai giả mà việc lại thành. Nhưng xét cho kỹ thì lã phạm không phải ông mối, tôn càng cũng chẳng phải ông mối, kiều quốc lão mới thật là ông mối đắc lực vậy, mà kiều quốc lão làm mối chính do khổng minh sai khiến thế thì cuộc hôn nhân tôn lưu thành tựu chính nhờ tay một ông mối kỳ tài tức là gia cát khổng minh tiên sinh lưu huyền đức qua gian tả cầu hôn chỉ đến nhà ngoại thái công của nước ngô thắp nén hương mà tránh được cản trở của ông anh vợ nhờ uy thế bà mẹ vợ mà chàng rể được bắn sẽ thẳng tay đến vị hòa thượng trong chùa cũng giúp rể cửa thiền hóa ra chốn cầu lam nhận ngọc rồi tân nhân trong phòng loan say sưa đón vị tướng quân áo gấm những kiện tướng kiện nhi chiến thắng ở xích bích trở về tay cầm đau búa núp ở hành lang chẳng phải là dùng búa phạt kha những thị nữ hiệu tỳ đeo gươm đứng bên tướng gấm màn hoa chỉ là đoàn nữ binh giúp cho tướng quân đánh trận mây mưa vu giáp quốc thái ngô phu nhân là bà mẹ vợ có hảo ý tác thành khác hẳn thôi phu nhân cho nên ông anh vợ không có lòng tốt là tôn quyền lập tâm hiểm không kém gì tôn phi hổ mà đành bó tay chịu vậy câu chuyện thật thú vị biết bao